Xin chào các bạn, lại là một mùa mới của anime. Và chúng ta lại có bao nhiêu thứ hay ho để xem và mong đợi nếu bạn giống như tôi và đã quá chán với những cái tên quen thuộc. Nào là Spy X Family, kiểu như mùa hè vừa rồi xem chưa đủ ấy, rồi lại My Hero Academia. Hay bạn cũng không quan tâm tới những sự trở lại của Mob Psycho 100 hay thậm chí là nước tẩy hiệu tử thân, thì có lẽ bạn sẽ hứng thú với anime chuyển thể mới nhất, cũng là anime được mong chờ nhất của mùa hè này, đó là Chainsaw Man. Dành cho những ai chưa xem và có dự tính xem, video này sẽ giúp bạn đánh giá cái phim này. Còn với những ai đã xem rồi thì cứ xem hết video đi. Xuống phần comment bàn luận với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt qua câu chuyện. Lấy bối cảnh một thế giới toàn quỷ, nhân vật chính tên là Denji, mồ côi từ bé, và thứ cha mẹ cậu để lại không phải là một khối tài sản khổng lồ và một ông quản gia tên Alfred, mà là một số tiền khổng lồ nhưng mà thêm dấu trừ. Cha cậu nợ Yakuza rất nhiều tiền. Cậu và chú chó quỷ Pochita phải đi giết quỷ mỗi ngày để trả nợ. Cho tới một ngày, Denji bị lũ Yakuza lừa giết hại. Pochita đã quyết định lập khế ước, trở thành trái tim mới cho Denji, biến cậu thành một quỷ nhân và trao cho cậu sức mạnh của quỷ cưa. Mỗi khi rút cái chốt trước ngực, hai tay và đầu của cậu sẽ biến thành những lưỡi cưa. Nhưng mà cưa này không phải là kiểu Denji anh tiểu phu thân thiện, mà là Denji Texas Chainsaw Massacre mẹ luôn. Hơn thế nữa, vì là quỷ nên Denji có khả năng uống máu để hồi sức, khiến cho độ trâu bò của cậu cũng được tăng lên. Cậu được Makima nhận vào cục bảo an xã hội, sau này tôi gọi là hiệp hội săn quỷ cho nó nhanh, và biến cậu trở thành một thằng sim. Câu chuyện sẽ xoay quanh Denji đi làm việc ở cục và cách cậu phát triển bản thân cũng như sức mạnh của mình. Đại khái tuyến nhân vật chính sẽ bao gồm một nhân vật chính dùng tay nhiều hơn dùng não này, một đứa con gái điên không kém gì thằng nhân vật chính này, một đứa đàn anh nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt. Mà khoan, nhầm phim. Nhưng thực ra tuyến nhân vật chính của cả hai phim khá giống nhau. Nhưng với cương vị là một người đã đọc hết manga của cả Chainsaw Man và Jujutsu Kaisen, thì tôi có thể khẳng định rằng hai bộ có cốt truyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Bởi vì Chainsaw Man không giống Naruto. Trong thế giới của Chainsaw Man, quỷ được hồi sức bằng cách uống máu, nên bạn sẽ được trải nghiệm những phân cảnh chiến đấu bạo lực và máu me hơn rất nhiều so với Doraemon. Mà cái tôi thích nhất đấy là không có thông não chi thuật, không có cái kiểu nhân vật phản diện xây dựng kế hoạch tận 10 năm xong bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nói vài câu thế là quay lại thành chính đạo. Các nhân vật rất có chính kiến trong cả lối sống lẫn tư tưởng và mục tiêu. Những chính kiến của họ va vào nhau một cách mạnh bạo, đôi khi là hơi mạnh quá, nhưng đó mới là thứ ta mong chờ ở một cốt truyện nặng về bạo lực. Những thứ đáng khen của Chainsaw Man đầu tiên phải nói đến cách xây dựng thế giới của tác giả. Một thế giới nơi mà quỷ được sản sinh từ nỗi sợ. Người ta càng sợ thứ gì thì con quỷ đại diện cho thứ đó sẽ càng mạnh. Mà nỗi sợ của con người thì muôn hình vạn trạng, nên là ta có quỷ cái chết, quỷ súng, quỷ dịch bệnh, quỷ cáo, quỷ đá. Và nếu bạn thực sự kém may mắn thì bạn sẽ gặp quỷ nghèo. Ở thế giới này không cần phải cứ tà dâm mới có quỷ theo sau, nên phải có những thợ săn quỷ, những người sử dụng quỷ để diệt quỷ, lấy độc trị độc, lấy quỷ trị quỷ, từ đó tạo ra những năng lực độc đáo và những trận chiến chưa từng có trước đây. Lời khen tiếp theo có lẽ phải dành cho chất lượng hình ảnh và âm thanh, vì nhà sản xuất Chainsaw Man lần này là MAPPA, một nhà sản xuất với khá kinh nghiệm với anime nói chung và shonen nói riêng, với khá nhiều tác phẩm đình đám. Xa xa thì có Yaoi on Fire, Yuri on Ice, Banana Fish hay Kakegurui. Gần đây hơn thì chúng ta có mùa cuối của Attack on Titan, và đặc biệt hơn cả đó là Jujutsu Kaisen, một cú hit lớn cuối năm 2020 vừa rồi. Nên có thể nói về mặt chất lượng các bạn không cần phải lo. Thứ các bạn nên lo là không biết bên animation của MAPPA có bị dí deadline kinh khủng như là mấy người anh em CGI bên Marvel hay không thôi. Mấy mùa ra anime chất lượng rồi đấy. Và cái thành công nhất của bộ anime có lẽ phải dành cho khoản xây dựng nhân vật, không chỉ qua lời thoại mà còn qua những cử chỉ, biểu cảm, mong muốn và giấc mơ. Tất cả đều giúp xây dựng nên một dàn nhân vật rất có chiều sâu. Nhưng hãy cứ cẩn thận, vì bạn chẳng thể nào biết được liệu nhân vật mình yêu thích có còn sống sót nổi hay không. Vì mấy ông tác giả ưa thể loại máu me thì bạn biết rồi đấy, họ sáng tạo dựa trên tôn chỉ, miễn là chúng mày đau khổ. Cuối cùng có lẽ phải nói về cốt truyện. Khi xem Chainsaw Man, tốt nhất là đừng nên đoán xem cốt truyện sẽ đi về đâu, tại vì có đoán thì cũng sai thôi. Với một pha plot twist cháy mặt đường, Chainsaw Man đảm bảo sẽ đưa bạn đến mọi cung bậc cảm xúc. Tiếp theo chúng ta sẽ nói qua về hai nhân vật có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện. Đầu tiên tất nhiên phải nói đến nhân vật chính. Denji như đã nói ở trên, không phải là một nhân vật chính quá lằng nhằng. Denji không có một mục tiêu lớn lao to tát, không có kiểu tôi sẽ thành vua hải tặc hay là tôi sẽ thành Hokage, hay ít nhất cũng kiểu tôi sẽ cứu thế giới. Lý do cậu hành động rất đơn giản. Lúc đầu thì Denji chiến đấu vì tiền để đủ sống qua ngày. Được vào hiệp hội săn quỷ rồi thì lần đầu tiên cậu chiến đấu để được ăn. Rồi mỗi ngày ước mơ của cậu lại cao lên một chút, trong khi mục tiêu của cậu tăng như cách mấy cô ninja lead đi xe chậm và khó hiểu, thì mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lại tăng nhanh như là Usain Bolt vậy. Được nắm thử hai hòn non bộ nào đó thì phải đi tiêu diệt nguồn gốc của Ebola. Được cấp trên hôn một cái thì phải tham gia đóng Inception của Christopher Nolan. Muốn đi hẹn hò với Makima thì bị cả nhân vật cổ tích dí.
và thảm sát gần như cả thành phố mới thoát được. Tất cả những lý do tào lao ở trên đối với Denji đơn giản chỉ là vì đó là những thứ cậu chưa bao giờ được trải nghiệm và chỉ muốn thử một lần trong đời. Sau một cái tuổi thơ phải bán cả thận nhưng không phải để gacha, để đến cảnh cuối cùng, Denji lại được ngồi ăn. Mong ước từ những ngày còn làm con đỗ nghèo khỉ của cậu chỉ là ngồi ăn thôi, nhưng mà nó lạ lắm. Nhân vật tiếp theo mà tôi cho là có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện của Chainsaw Man đó là người đã đưa nhân vật chính vào đời, đó là Makima. Makima là chỉ huy của hiệp hội săn quỷ, ít nhất là trong khu vực Nhật Bản. Vì là nhân vật Chobu nên số lần Makima thực sự đứng ra sử dụng năng lực để chiến đấu là khá ít, nhưng lần nào là chất lượng lần đấy. Nhưng bản thân Makima lại là một nhân vật khá khó đoán, chẳng ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng tóm gọn lại là xinh, mạnh và giàu. Chị xứng đáng làm waifu của mùa. Ngoài ra chúng ta còn có các nhân vật phụ Aki, Sundere của phim. Lúc đầu thì bảo ghét, nhưng mà sau lại muốn bảo vệ Denji và Power Himeno, người đã cho Denji một mùi vị không thể quên. Rồi cả Kishibe, thợ săn mạnh nhất quả đất, trưởng môn phái túy quyền diệt quỷ. Tất cả những nhân vật này dĩ nhiên không nhiều đất diễn như Denji và Makima, nhưng vẫn có những vai trò nhất định gì đó, dù đa phần là để làm nền. Phần cuối cùng của video này, tôi sẽ dùng để nói một chút về một vấn đề hơi đáng lo của anime này. Đó là cốt truyện diễn ra hơi nhanh. Nhìn lại cốt truyện phần thứ nhất của Chainsaw Man chỉ nằm vỏn vẹn chưa tới 100 chương truyện tranh. Chừng đó với tôi là hơi vội, vì tốc độ phát triển quá nhanh của cốt truyện nên điều tất yếu sẽ xảy ra là nhiều nhân vật phụ chưa thực sự có đất diễn, cũng như chưa được khai thác nhiều. Kiểu có một vài nhân vật quảng cáo là khỏe lắm, ghê lắm các thứ, xong chưa kịp múa may gì đã bay màu. Chuyện tranh nhanh có lẽ phụ thuộc vào người đọc. Ông thì đọc nhanh, ông thì ngồi soi từng ô một. Hy vọng vấn đề này lên phim cũng sẽ được khắc phục phần nào, làm kỹ hơn nữa những pha hành động đẫm máu và cho nhân vật thời gian để phát triển. Tất cả đều dựa vào nhà sản xuất của phim. Với những phân cảnh chiến đấu dồn dập và một pha bẻ lái khét lệch thì tốt nhất là bạn nên ngồi thật chắc và cài luôn cái dây mũ bảo hiểm vào. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về Chainsaw Man, một bộ anime rất đáng xem của mùa này. Tôi chấm phim này điểm Makima trên người tôi.